Thông tin từ báo Quảng Ninh cho biết, do không tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, đã có 6 địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện dịch tả lợn châu Phi trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin Dài Hơi sáng ngày thứ Bảy, 20 tháng 6 năm 2020. Và theo báo cáo mới nhất của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 6 tháng 5 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2020, dịch tả lợn châu Phi đã tái phát tại 33 hộ trên địa bàn của 6 địa phương gồm Ba Chẽ, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Uông Bí và thành phố Hạ Long của tỉnh Quảng Ninh. Với số lượng lợn phải tiêu hủy là 97 con với tổng trọng lượng là 3.500 kg. Dịch quay trở lại gây ảnh hưởng đến quá trình tái đàn của các nông hộ trên địa bàn. Và theo ghi nhận, giá hơi trong ngày hôm nay, sáng ngày 20 tháng 6, giảm nhẹ ở một số địa phương so với ngày hôm qua. Và theo ông Nguyễn Ngọc An, Phó Giám đốc công ty Vitsan cho biết, trong giai đoạn năm 2020 cho đến năm 2021, giá thịt heo sẽ có những khoảng nhấp nhô nhưng vẫn giữ ở mức giá cao. Và nhiều khả năng giá sẽ giảm nhiệt bắt đầu từ giữa năm 2021 và trong năm 2022, khi đó lượng tái đàn của người dân đã nhiều hơn. Điều đó cho thấy khó có thể đưa ra con số chính xác, tuy nhiên dựa trên những phân tích thị trường và dịch bệnh, người chăn nuôi còn rất e dè trong quá trình tái đàn, có thể đến năm 2021 tình hình mới khả quan hơn. Nhìn về việc nhập khẩu heo sống, nhiều người cho rằng dù có giúp thị trường hạ nhiệt nhưng cũng chỉ giải quyết được vấn đề trước mắt, bởi mỗi lần nhập chỉ khoảng 100.000 con heo, nhưng tính riêng nhu cầu của thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày tiêu thụ 12.000 con heo, như vậy sản lượng này chỉ có thể đáp ứng trong khoảng một tuần cho địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chứ chưa nói đến việc cung cấp cho các địa phương khác. Giá lợn hơi đang giảm từ 10 cho đến 15.000 đồng trên kg so với tháng vừa qua. Song mặt hàng này tại chợ vẫn đang ở mức cao và đặc biệt tại các siêu thị, không chỉ giá cao mà còn có sự chênh lệch đáng kể. Loay hoay đi hỏi giá từng loại thịt, bà Hằng ở Đống Đa, Hà Nội cho biết. Bà nghe nói thì lợn đang giảm khá là mạnh, tuy nhiên khi vào quầy thịt, vẫn đang giữ mức giá cao và không khác gì so với tuần trước. Và nghe đài báo đưa tin giá thịt lợn hơi liên tục có xuống giảm, chị Diệp ở Thanh Xuân, Hà Nội cũng vui mừng nghĩ rằng cuối cùng gia đình cũng không phải tìm đến những thực phẩm khác thay thế như là thịt gà hay là vịt hay là cá. Thế nhưng trong sáng ngày hôm nay, ra hỏi mới biết giá chỉ giảm rất là nhẹ, 5.000 đồng trên 1 kg. Giảm như thế thì vẫn còn đắt lắm, chị Diệp nói như vậy. Và lý giải về điều này, một số tiểu thương bán thịt lâu năm ở khu vực này cho hay, giá lợn hơi giảm nhưng khi nhập về cho các lò mổ vẫn đang ở mức giá cao, nên dù có thay đổi giá bán nhưng chưa thể giảm đột ngột được. Và hiện nay giá heo mảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội đang dao động 125 cho đến 130.000 đồng trên 1 kg, nên giá bán lẻ vẫn đang ở mức giá cao, dao động 150.000 đồng trên kg trở lên. Và theo ghi nhận, giá hơi tại tỉnh Bình Định đã giảm rất là mạnh và chỉ trong một tuần qua đã giảm đến 10 giá. Heo siêu nạc từ 95.000 đồng trên 1 kg hiện nay chỉ còn mức giá dao động 83 cho đến 84.000 đồng 1 kg. Còn heo nuôi ở các nông hộ trước kia có mức giá 87.000 đồng trên 1 kg, hiện nay chỉ còn dao động mức giá 75 cho đến 76.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi đã giảm hiện nay ở các chợ còn ế do sức mua ngoài thị trường yếu hẳn so với trước đây. Và theo ghi nhận trong buổi sáng ngày hôm nay, giá heo hơi ở thị trường miền Bắc vẫn đang tiếp tục có xuống giảm ở một số địa phương, như Hà Nội hiện nay đang giao được mức giá cao là 87.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương, Hải Phòng, Hưng Yên đối với dòng heo siêu đang giao được mức giá 86 cho đến 88.000 đồng trên kg. Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động mức giá 85.000 đồng trên kg. Bắc Ninh dao động phổ biến mức giá 85 cho đến 86.000 đồng. Trong khi đó, một số địa phương Nam Định, Ninh Bình và Thái Bình dao động mức giá phổ biến 85 cho đến 87.000 đồng. Và nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Kim Bảng của tỉnh Hà Nam hiện nay giá hơi chỉ còn dao động mức giá 83 cho đến 85.000 đồng trên kg. Trong khi đó, các tỉnh ở khu vực Tây Bắc đang dao động mức giá phổ biến 85 cho đến 88.000 đồng, đặc biệt theo ghi nhận ở tỉnh Hòa Bình. Ở huyện Yên Thủy của tỉnh Hòa Bình, nhiều hộ chăn nuôi báo giá 85 cho đến 86.000 đồng. Điện Biên dao động mức giá 86.000 đồng trên kg, trong khi đó Sơn La có mức giá cao hơn, phổ biến mức giá 87.000 đồng.
Lai Châu đang dao động mức giá 88.000 đồng trên kg, cũng giảm từ 4 đến 5 giá so với cách đây khoảng hơn một tuần. Một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc đang giữ mức giá cao như Quảng Ninh, Lạng Sơn đang dao động mức giá phổ biến 88.000 đồng trên kg, với mức giá 88 được đánh giá là mức giá cao ở khu vực miền Bắc hiện nay. Tuyên Quang cũng giảm về mức giá 85 cho đến 87.000 đồng. Và theo ghi nhận, ở tỉnh Bắc Cạn trong ngày hôm nay giảm về mức 85 cho đến 86.000 đồng, như ở huyện Ba Bể, Chợ Đồn của tỉnh Bắc Cạn. Phú Thọ dao động mức giá 85.000 đồng trên kg, trong khi đó Thái Nguyên dao động mức giá 85 cho đến 86.000 đồng. Một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc như Bắc Giang giảm về mức giá 84 cho đến 85.000 đồng. Cao Bằng, Hà Giang dao động mức giá 87.000 đồng trên kg, còn dòng heo áp siêu thì thường thấp hơn khoảng 4 đến 5 giá. Yên Bái dao động mức giá 84 cho đến 86.000 đồng trên 1 kg. Đi vào các tỉnh ở thị trường miền Trung trong buổi sáng ngày hôm nay, giá heo hơi đặc biệt là ở mức rất là thấp đối với các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Theo ghi nhận, ở các địa bàn này chỉ dao động mức giá 82 cho đến 83.000 đồng trên kg. Cụ thể như tại huyện Hải Lăng của tỉnh Quảng Trị hay huyện A Lưới của tỉnh Thừa Thiên Huế đang dao động mức giá 82.000 đồng trên kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đang giữ mức giá cao, dao động mức giá 84 cho đến 86.000 đồng trên kg tùy thuộc vào từng địa phương. Và thậm chí dòng heo thường ở trong dân còn có mức giá thấp hơn, chỉ dao động mức giá 81 cho đến 82.000 đồng 1 kg. Dòng heo hai bề thậm chí còn dưới 80.000 đồng trên 1 kg. Đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ trong ngày hôm nay, Bình Định giảm rất là sâu. Nhiều hộ chăn nuôi báo giá dòng heo siêu ở khu vực này dao động 82 cho đến 84.000 đồng trên 1 kg, còn dòng heo áp siêu thậm chí đang dao động mức giá 76.000 đồng trên 1 kg như ở huyện Hoài Ân, Vĩnh Thạch của tỉnh Bình Định. Quảng Ngãi dao động mức giá 82.000 đồng, Quảng Nam dao động mức giá 83 cho đến 84.000 đồng trên 1 kg. Một số địa phương khác như Khánh Hòa, Bình Thuận đang dao động mức giá phổ biến 85.000 đồng trên kg. Ninh Thuận dao động mức giá 82.000 đồng đối với dòng heo đẹp, còn dòng heo áp siêu khu vực này dưới 80.000 đồng 1 kg. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay dao động phổ biến mức giá 82 đến 83.000 đồng đối với các địa phương như Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk và Đắk Nông. Và thậm chí đối với dòng heo mỡ ở tỉnh Gia Lai, nhiều hộ chăn nuôi báo giá huyện Đức Cơ chỉ dao động 78.000 đồng trên kg, mức giá thấp kỷ lục từ Tết Nguyên đán cho đến nay. Lâm Đồng vẫn là địa bàn có mức giá cao, dao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng trên kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam trong ngày hôm nay, giá heo hơi đang dao động phổ biến 85.000 đồng trên kg. Cũng có những địa phương mà có mức giá cao hơn, cụ thể như hiện nay Sóc Trăng, Trà Vinh đang dao động mức giá 87.000 đồng, Cà Mau, Kiên Giang dao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng trên kg. Như huyện Thới Bình, huyện Cái Nước của tỉnh Cà Mau, nhiều hộ chăn nuôi đang báo giá heo đẹp 85.000 đồng trên kg. Tiền Giang dao động mức giá 86.000 đồng đối với dòng heo siêu, như huyện Cai Lậy, Tân Phước của tỉnh Tiền Giang vẫn báo giá trong sáng ngày hôm nay, mức giá khá là cao. An Giang dao động mức giá 84 cho đến 86.000 đồng, Bạc Liêu, Long An dao động mức giá 86 đến 87.000 đồng trên kg, Vĩnh Long dao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng. Một số địa phương khác như là Đồng Tháp dao động mức giá 86.000 đồng, Bến Tre dao động mức giá 84 cho đến 86.000 đồng trên kg. Cần Thơ trong ngày hôm nay cũng giảm về mức 85.000 đồng 1 kg. Hậu Giang dao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng trong buổi sáng ngày hôm nay. Còn đối với thị trường miền Đông trong ngày hôm nay, giá heo hơi đang phổ biến mức giá dao động 84 cho đến 85.000 đồng. Tuy nhiên đối với dòng heo áp siêu thì có mức giá thấp hơn, chỉ dao động khoảng 80 cho đến 81.000 đồng 1 kg. Cụ thể như tỉnh Đồng Nai hiện nay heo đẹp đang dao động mức giá 83 cho đến 85.000 đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phương, Bình Phước và tỉnh Tây Ninh đang dao động mức giá 84 cho đến 85.000 đồng. Bà Rịa Vũng Tàu trong ngày hôm nay giảm từ 1 đến 2 giá. Như huyện Xuyên Mộc của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ báo giá dao động 83.000 đồng. Hay Châu Đức đang dao động mức giá 84.000 đồng trên kg. Và thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, trong chiều ngày 17 tháng 6, 500 con heo sống đầu tiên nhập khẩu từ Thái Lan sẽ nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị. Và sau đó, 500 con heo này sẽ được đưa về Nghĩa Đàn ở tỉnh Nghệ An để cách ly, theo dõi một số dịch bệnh trước khi đưa vào xuất mổ. Và cụ thể, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho biết, công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Đô ở tỉnh Nghệ An là đơn vị nhập heo sống từ Thái Lan với số lượng 500 con và trọng lượng mỗi con dao động từ 90 cho đến 130 kg trên một con. Và hiện tại,
Heo đã về đến cửa khẩu Lao Bảo và đang thực hiện các thủ tục hành chính. Và theo đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo của tỉnh Quảng Trị, từ đầu tháng 5 cho đến nay đã có 3 lô heo nhập từ Thái Lan về Việt Nam, chủ yếu là heo giống với số lượng khoảng 2.000 con. Tuy nhiên, đợt nhập trước đây là heo giống, heo bố mẹ chứ không phải là heo thịt như là đợt nhập này. Và được biết, giá thịt heo tại Thái Lan trong thời gian qua cũng tăng mạnh và dự báo còn tăng trong thời gian tới nếu như Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu heo từ Thái Lan. Đó là thông tin về giá heo hơi trong buổi sáng ngày hôm nay, sáng ngày 20 tháng 6 năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.